Thế nó xin chào tất cả quý vị và anh chị nhé. Thì mới nhất của ngày hôm nay em lại có một mẫu xe Porsche Shift 2008. Một mẫu xe không phải nói là khá là đẹp. Sơn xi là bên ngoài là các bác về không phải làm bất kỳ cái gì cả. Ghế thì cũng khá là ok luôn. Đấy, một mẫu xe phải nói là rất là tuyệt vời. Giá thành thì cũng rất là hợp lý, chỉ có hơn 100 triệu thôi quá nhá. 2008 ạ. Vâng. Được cái là máy nổ êm, điều hòa mát đấy ạ. Gầm bệ thì khá là chắc chắn, lốp nắp cũng khá là ok. Nói chung các bác mà mua chiếc xe này về chạy công nhân hay là chạy trung chuyển hoặc là chạy học sinh đều là được hết. Chiếc xe này còn mới về trong buổi chiều hôm nay thì em quay lên đây cho anh chị để anh chị tham khảo, cũng như là hợp lý thì các bác alo cho em để các bác sử dụng những mẫu xe tốt nhất cho mình ạ. Và chiếc xe này thì cũng cam kết luôn là không đâm đụng, không ngập nước, máy êm, điều hòa mát, điều hòa rất là mát luôn, gầm bệ thì rất là chắc chắn luôn ạ. Chiếc xe này thì cũng vừa rồi em làm bảo dưỡng gầm khá là mất nhiều tiền, nên anh chị mà có nhu cầu sử dụng cái này thì chỉ mua về sẵn dùng luôn, không phải làm gì nữa nhé. Sau đây em mời các bác vào trong nội thất bên trong ạ. Vâng, nội thất thì bên trong thì đây cũng khá là đẹp này, da cũng khá là xịn sò. Có bộ là đây rồi, thì ngày mai em sẽ cho dọn rửa. Đây, ghế cũng khá là đẹp này. Đấy, nhìn rất là sang xịn mịn luôn nhé. Trần thì là trần 5D hết rồi. Cái đời này mà trần 5D có thì cũng khá là mát mẻ. Máy thì cũng nổ cũng khá là êm. Và em sẽ nổ máy cho các bác thử xem là máy có ok không nhé. Vâng, kể cái là nổ luôn. Và trên màn hình của các bác là nó cũng không có cái gì cả. Đấy. Được cái là bác chủ xe đi xăng dầu không mình nghĩ bác đổ cũng khá là đầy bình. Đấy. Và em sẽ ra thử cho các bác thử xem là gắt không. Đấy, rất là gắt nhé chị nhé. Rất là ga đạp phát nào là gắt phát đấy luôn. Đấy, cái này là ok rồi đúng không ạ? Còn máy như thế là quá là ok luôn chị nhé. Và thì nói là một mẫu xe rất là tuyệt vời. Về máy móc cũng như là thân vỏ là rất là ok. Ở đây em sẽ mở máy cho các bác xem nhé. Vâng, đây là máy của trước 2008 đây ạ. Vâng, máy 2008 đây ạ. Vâng, và đây ạ. Đấy. Máy như này là ổn với các bác ạ. Máy đang chạy dưới chạy về khá là nóng, không thấy hư thừa máy, không có tí sao cả. Máy nó rất là im. Thấy không? Đấy, rất là êm luôn nhé. Thường thường các bác xe con nó bản là êm như chó thở, nhưng mà em thì lại gọi là máy dầu êm như máy xăng. Vâng, máy rất là êm luôn. Máy rất là chất, vừa đạp ga nên các bác thấy rồi đấy, ga rất là ok luôn. Đấy, xe thì khá là đẹp, mai em sẽ dọn rửa cẩn thận để chị chính nước với mẫu xe này. Đấy. Và sau đây em quay xuống dưới gầm này. Vâng, gầm đây ạ. Khá là đẹp và không có mưa mật mấy chị nhé. Và không có mưa mật gì cả. Và một mẫu xe phải nói là rất tuyệt vời. Và điều hòa đã hạ nóc rồi nhé. Còn điều hòa hạ xuống gầm rồi. Đấy. Anh chị mà mua chiếc xe này thì quá là ok luôn. Đây ạ, đằng sau đây ạ. Đấy, xe phải nói là không có chạy tuyến tiếp gì cả. Đấy, du lịch xịn từ đầu nên là xe khá là đẹp. Đấy, anh chị mà mua chiếc xe này thì quá là hợp lý luôn. Về chạy học sinh hay là chạy trung chuyển khách đều rất là hợp lý này. Quá là hợp lý luôn. Vâng, em vừa giới thiệu qua cho anh chị xe Porsche Shift 2008 rồi nhé. Anh chị mà có nhu cầu mua chiếc xe này thì liên hệ cho em theo số điện thoại là 0943 622 621. Rồi, em xin chào toàn thể quý vị và anh chị ạ.